Hôm nay mình sẽ gặp một vị khách rất là đặc biệt để mình gọi. Bên kia các bạn sẽ thích cái người này. Ai vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Anh tên Vinh không? Vinh, giờ đúng. Phải là Trương Thế Vinh không? Giờ đúng. Chính xác là Trương Thế Vinh đúng không? Đúng. Ở đây làm gì? Lạnh lắm hả? Hả? Đâu có đâu, đang làm việc mà anh. Làm việc gì? Chương trình gì? Ok lên xe. Ok lên xe thì ok lên xe. Ok lên xe thì mình lên xe thôi, gì đâu mà mình... Đấy. Ok lên xe. Không, anh về. Đàn em của anh Di Cá bảo cái khu chợ cá này. Thằng này nó đụng tới anh em tao, ước qua thằng chết qua chạy này. Anh có xem cái bốn cái tập Tân Trề, gọi là series riêng của mình, là anh cảm thấy là wow, đây là một cái người diễn viên có cái đam mê với nghề rất là lớn. Cho anh hỏi ra ngoài cái của em xíu, tại vì đây là một cái vũ trụ điện ảnh theo anh được giới thiệu là như vậy thì cái bối cảnh này kia là do mình tưởng tượng ra hết hả? Chợ mới, chợ cũ, chợ cá. À, cái mấy cái chợ này là có từ lúc mà cái phim của anh Hồ Việt Trung. Mà mấy cái tên này là mình cứ đặt cho nó có nghe nó cho nó đặc trưng vậy thôi chứ đâu có địa điểm thật đâu, phải không? Dạ, nó nói chung thì kiểu như là giống như là từng bộ phim thì nó sẽ có như là phim anh Di Cá tiền chuyện đây, giống như là anh Di Cá là nước biển đúng không? Thì kiếm nhân vật là bạo ngư, cá con, cá heo, cái cho nó cho đi nguyên cái bộ khung đó. Đúng rồi. Hả? Trong cái vũ trụ đó hiện tại thì những người anh em đó thì em thân với ai nhất? Dạ hầu như thì em tí là vòng vòng đó thì em cũng có nhiều bạn anh em thôi, thì chứ anh là có anh Luật nè, anh Hồ Việt Trung nè, anh Tuyên, anh Đạt nè, anh Hoàng Mèo, nhóm Fat TV. Tất nhiên là em sẽ quý hết tất cả mọi người. Nhưng mà cái người mà gần đây nhất mà mình thân nhất và hỗ trợ em nhiều nhất là ai? Thân nhất và hỗ trợ em nhiều nhất chắc có lẽ là anh Tứ Minh Đạt và anh Tuyên với anh Mèo, ba người. Dạ, tại tụi em đi diễn chung á. Trên một cái chuyến đi đó, đi tỉnh đó, mấy tiếng hộ là anh, mọi người chỉ bàn riêng mình, tính đường cho em thôi. Wow. Trời, anh em hết mình quá ha. Dạ. Rồi, nãy mới nói thích ca hát đúng không? Bây giờ mình phải thử giọng chứ hả? Trời, giọng em bén lắm, đừng giỡn, đừng thấy em mà. Anh coi rồi. Khổ, anh coi mày rồi. Đừng tưởng mà không gặp nhau anh cũng biết. Anh rồi, để ý rồi, anh em. Em tính ra em hạnh phúc quá trời. Và tiếp theo chương trình, sau đây diễn viên Tân Trề sẽ gửi chúng ta một ca khúc sôi động. Và bài hát đó là bài hát gì? Bây giờ em sẽ hát một bài ruột của em. Bài ruột của em hả? Bài ruột của em là cách đây cũng lâu lắm mà em rất thích bài này luôn. Rồi, đâu, cho anh nghe bài ruột của em. Tình yêu qua gió nha. Ê, cái đó là ruột của anh nha. Thì ruột hết, ai biết thì ruột của anh, ruột của anh nhưng mà... Cũng là ruột của em luôn à? À, thì ruột của anh, kể anh chứ mà cũng là ruột của em. Okay. Ủa chứ bây giờ anh là ca sĩ, anh hát anh không quyền cho người ta ruột của người ta hả? Vậy là anh em mình là anh em ruột à? Dạ chứ sao, anh phải có ruột qua, có ruột lại chứ, đừng okay, có giỡn. Ok, rồi chơi. Xong ca nha. Và sau đây là Tình Yêu Hoa Gió Remix của anh em ruột chúng tôi. Yo! Thương Vinh và Tân Trề. Yo! Ok, lên xe! Ồ, dữ. Yo! Lên lắm! Mở lửa nha, mở lửa, được. Woo. Phải chi cái xeo mà nó to cái chành ha, bay nó lên đất rồi. Được rồi, được rồi. Em ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc màu. Rơi trước nhà bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh. Tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa. Ngày nào hoa kia đơn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành. Đừng xa về cành hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuyệt vời. Wow. Ủa sao nó đi vô khó quá vậy? Anh kỳ vậy, bài ruột của tôi mà sao tôi kỳ vậy ta? Bài ruột của anh nhưng mà nhạc không phải ruột của anh. Đúng rồi, vô và hơi quý chút. Tuyệt vời. Như vậy là anh em tôi đã song ca một cái bài rất là ăn ý với nhau. À, cũng lâu lắm rồi mình mới hát bài này với một người anh em cũng chưa có dịp nói chuyện nhiều. Anh em mình thì cũng gặp nhau vài lần. Dạ, ông em anh này biết cũng nhiều, gặp nhau cũng nhiều, ra vô thì mình chào nhau cái cũng nói một hai câu thôi, không cái mình chưa có dịp như là để ngồi hôm nay nó đúng nghĩa là để mà trò chuyện là tâm sự rồi. Ok ok, anh thì rất vui. Vậy là anh ấy hiểu Tân hơn. Dạ. Biết thêm là Tân hát bài này ok máu lửa. Không không, anh cái này là em nói thiệt nha, cái này anh nói cái bài này của anh mấy năm rồi? Mười năm. Em còn nhớ cái bài này là anh đóng vai mà đưa thư cho trẻ sẽ đạp rồi đó. Sao bây giờ tựa như là úa, ngày nào hoa kia vẫn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành. Em thích, em thông siêu đồng thích bài lắm. Cái chương trình ca sĩ hướng dẫn gì đó, kêu em cái em hát bài tình yêu hoa gió. Thật sự thì cái bản quyền bài này á, thực nó không nằm về ở anh, nó là của nhạc sĩ chứ. Nên là mọi người hát thì anh rất là welcome thôi. Nhưng mà vấn đề là để mà có cái người cùng hát với mình một cái bài mà mình gọi là gắn liền với mình, nó có một điều mới, một điều thú vị. Mà bây giờ sẽ là cái phần thú vị nhất trong cái buổi show ngày hôm nay. Thú vị thiệt không? Vui nha. Vui chứ em. Vui nha, vui. Anh nói vui là phải vui nha. Ừ. Bây giờ anh nghe đồn là, không phải nghe đồn mà là anh cũng biết là Tân ngoài cái khả năng diễn xuất của mình là Tân còn là đạo diễn nữa phải không? Em á? Ừ. Không, em không có chấp nhận đạo diễn. Không. Nhưng mà có cái khả năng đó, anh nói cái khả năng thôi mà. Thì cái khả năng đó thì chắc chắn thì một diễn viên nào ai cũng phải làm được cái đó, nhưng mà cái vấn đề là có làm tốt hay không thôi. Nhưng thì mà bây giờ anh em mình sẽ thử nó làm tốt hay không. Em thấy vui không? Nếu là thấy vui vui rồi đó. Ừ, giúp kiểu hơn rồi vậy. Mình là trưởng phòng xong mình quăng tình huống ra, anh đưa chủ đề cho em thôi, anh sẽ phối hợp với em. Dạ. Ok. Chủ đề của chúng ta là đòi nợ. Em đóng vai cho chủ nợ hay là con nợ mới được chứ? Chủ nợ chứ. Em là chủ đi đòi đúng không? Ừ, anh là con nợ. Con Vĩnh nào? Ê. Vĩnh ơi. Dạ, anh Tân. Anh Tân mới tới chơi, anh Tân qua nhà uống nước, anh Tân. À, trời ơi, lâu quá không gặp, khỏe không Vinh? Khỏe, khỏe. Bây giờ sao, bây giờ công việc làm sao rồi? Khổ lắm Minh ơi, khổ. Trời ơi, em gặp khổ lắm bữa giờ. Khổ lắm thiệt chứ, gặp em cứ than không mà. Khổ hả? Thiệt khổ lắm. Mượn nhiêu nữa, anh đưa mượn nữa nè. Dạ thôi, bây giờ em không dám anh ơi, giờ số tiền bây giờ nó cũng, em cũng chưa có trả giờ sao em. Trời ơi, Vinh ơi, khùng quá anh em mình mà. Anh có đòi em đâu, bây giờ em khó khăn thì anh đưa em mượn thôi chứ anh em mình mà chứ đòi gì trời. Vậy gì anh cho em mượn thêm ít tiền nữa. Thiệt mà, trời ơi cái vấn đề này anh em mình có gì anh biết em mà, em khó khăn lắm mà em mới qua kiếm anh. Chứ không, nhưng mà em có là em trả anh rồi, anh biết tính em mà, bây giờ mượn nhiêu nó nói luôn. Ngưng. Lên mùa hai tông và nói nhanh gấp đôi. Trời ơi, nói bây giờ công ty mình sẽ bây giờ có thì trả, không có cũng không sao hết trơn á. Cứ có tiền cần gì cứ gọi anh qua đưa tiền đàng hoàng. Em giờ phải nhướng mình lên, phải nhướng lên vậy anh. Ok, cấp độ 3. Hả? Giọng máy luôn và làm 3D luôn. Vinh ơi. Dạ, anh nói cho nghe, cái gì cũng vậy, tiền bạc của anh là tiền xương, tiền máu, hiểu không? Không có thì gọi nó anh một tiếng, đừng có để anh qua tế nhà như vậy, biết đánh anh rồi. Anh nóng lắm à, mỗi lần anh nóng mày vuốt lần, mỗi lần mày nóng ra mày vuốt lần. Em yên tâm cho mày nóng quá, anh nóng mày vuốt. Không bao giờ nóng được với mày, chỉ 3 phút mới chơi. Tân dễ thương quá anh Tân, tuyệt vời. Ok. Tuyệt vời Tân, thích ứng ngay lập tức. Bây giờ Tân và các anh em theo tụi anh nhìn thấy nó giống như là đại diện cho một cái tình anh em. Dạ. Mà đôi khi gần đây trong xã hội người ta cũng thường hay nhắc là cái này sau này như nó bớt đi. Nhưng mà chính những cái bộ phim này
nó gợi là được những cái gọi là cái tình anh em sống với nhau như thế nào, đùm bọc lẫn nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách liên quan tới cái tình anh em. Đó là bây giờ Tân sẽ phải gọi một trong những người mà nãy giờ Tân nói là thân nhất và mượn tiền để làm cho tập tiếp theo. Nếu như người ta đồng ý thì Tân qua, chỉ cần một người đồng ý thôi. Đây là mình chỉ giỡn thôi nha. Nhưng mà nếu mà không đồng ý thì Tân sẽ chịu một hình phạt nhỏ nhỏ của chương trình. Ví dụ như trời đang mưa, mình chạy bộ ngay mưa đồ. Ok. Nó chơi thử thách sẽ khác. Nhưng mà bây giờ bắt đầu ha, Tân ok không? Để gọi cho ai ba giờ này? Giờ này mấy giờ? 10 giờ, 10 giờ đây. Giờ này tỉnh táo rồi, ok mà. Mưa to lắm. Em sẽ gọi cho anh Quách đầu tiên. Nani? Ok, vui rồi. Gì cả nha, gì cả nha. Giờ bình thường luôn nha, thiệt luôn nha. Mở lo lớn. Lớn. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Ủa, đang ở đâu rồi? Mưa quá hay gì? Mưa quá nhà hay gì? Dạ, ôi, liêu liêu, mấy người chị mưa không có xô, tôi vẫn đang đi quay bình thường. Ủa, nó nghe nè anh Tuyên, em đắp cái dây cá anh chị nào bấm vậy? Nó nghe là em chắc cỡ chừng hai tuần nữa, ba tuần nữa em bấm cái quét là ma á, mà bây giờ chưa có được tiền chưa lấy về kịp, cho chuyển cho mượn 150 vậy. Ứng trước rồi làm trước rồi tính sau được không? Bây giờ được hả? Bây giờ được cho anh lấy cái mượn. Khùng quá thì anh đi mượn tiền góp rồi cho em mượn đi chứ. Anh em mình chỉ có vậy thôi chứ, tại vì em mượn tiền góp không, em không có quen mượn tiền góp anh hiểu không? Em không có quen mượn tiền góp anh thì anh xưa giờ anh mượn xưa giờ anh mượn chuyên nghiệp rồi. Thì cho mượn tiền sẽ quay phim chứ cái gì, có cho mượn còn không có thôi mượn người khác chứ gì đâu hỏi gì vợ gì. Là không có đúng không? Thiệt mà nó giỡn đâu mà có khi nào mượn tiền mà giỡn anh đâu. Anh này vậy quá à. Có bao giờ mà giỡn anh đâu. Chừng nào mượn 3 triệu, 5 triệu mới giỡn. Này mượn tới 150 lần là mượn thiệt. Không, mượn 3 triệu, 5 triệu là mượn thiệt. Có anh tào lao Tiên ơi. Xàm quá. Tóm lại nhưng mà phải có trước cho cái ngày mà anh bọc hay cái gì cả. Chắc chắn có trước mà, yên tâm, chắc chắn đậm đậm. Tại vì cái gì cả, anh phải chạy thì kỹ à. Phải ở bên kia, phải đăng ký rồi chuẩn bị tụi em anh bọc hay đậm trước. Cần cái gì cứ nói một tiếng đến biết đường anh tính. Thằng đang kẹt đúng không mà vẫn xoay cho anh em. Ê cái này là thiệt nha chứ không phải là dẫn chơi. Ồ hay quá bạn ơi. Đường còn đó mình cùng đi. Ok, cái gì lát Tân dây thích với anh Tiên thì vẫn mừng được nha Tân. Lát nhớ, lát gửi chuyện anh lát đưa số tài khoản chuyển qua liền nha. Ok, cảm ơn anh. Wow. Ông, cái này là anh nãy anh Tiên là anh chia sẻ thiệt á, tại sắp tới anh bấm cái gì cá sắp tới khoảng chừng tháng nữa. Anh bấm cái phim điện ảnh của anh á. Anh cũng cần tiền này cái nọ đó, nhưng mà nếu mà anh Tiên không, cái này không phải là khi mình nghe nói chuyện điện thoại xong á thì mình nói chứ cái công nhận là anh Tiên là khi thực sự là mình thực sự cần mà ảnh có khả năng thì bằng mọi giá thì giúp đỡ mình. Được rồi. Dạ, wow. Dù ảnh không có nhưng mà ảnh vẫn cũng như là xây chỗ khác, chỗ nào đó để mà giúp đỡ mình khúc đó trước. Đó, rồi từ từ ảnh tính cái đường của ảnh sau. Wow. Anh Tiên một ảnh sống cũng ok lắm. Wow, cái này thì
anh không nghĩ là cái tình anh em trong phim nó ra ngoài nó lại thật như vậy và nó mạnh liệt như vậy. Ok, như vậy là Tân đã pass qua thử thách của chương trình. Yeah. Nhưng mà anh nó nhẹ nhàng quá anh hả? Ủa, sao? Lần đầu tiên gọi mượn tiền tiên luôn á. Cũng hồi hộp hả? Dạ, không biết không có chồng mượn không. Không em nói xem lợi quần đó mấy hả? Vâng, hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Mới đầu thì Vinh nghĩ sẽ là có một cái ngày quay nó sẽ không có thuận lợi lắm. Nhưng mà thật sự hôm nay lên đây nghe câu chuyện của Tân với cái năng lượng nè, và chứng kiến một cái tình anh em nó rất là chân tình của Quách Ngọc Tuyên dành cho Tân Trề. Đó là một cái thứ gì đó mà khi tôi nhắc tới tôi vẫn nổi da gà. Anh em ngoài đường sống với nhau không có dễ để mà tin nhau, rồi không có dễ để mà có thể sẵn sàng vì nhau như vậy. Cảm thấy có một cái điểm sáng rất là năng lượng. Và các bạn ơi, Thâm Tân hôm nay sẽ đem đến với các bạn một cái món quà nho nhỏ của bạn ấy. Và để nhận được món quà này thì cũng giống như những lần trước thôi, thì chúng ta hãy chia sẻ cái liên tập này và tag 5 tên người bạn thân của mình. Sau 24 tiếng thì bạn nào có cái lượt like cao nhất thì chính Tân Trề sẽ là người ra bưu điện gửi món quà đấy có chữ ký đàng hoàng cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là món quà đó. Đây là món quà gì đây? À, hình như là Tân là người hay đội nón đúng không? Dạ, em rất thích, nhà em rất nhiều nón. Ok. Dạ, em thích đội nón lắm. Đây là một cái món nón mới hoàn toàn luôn nha. Và tên Tân sẽ là ký tên, sau đó gửi tặng cho cái bạn nào gọi là có nhiều cái được like nhất. Ok. Rồi. Đã. Ngon lành. Đây. Có chữ ký của Tân Trề đàng hoàng. Đó. Vô đổi nón này vô là vô xã đoàn luôn nha các bạn ơi. Nói chung là một cái nón, nói chung nó chẳng có gì gọi là cao siêu hết, nhưng mà đây là một cái nón gọi là kỷ niệm dành tặng cho tất cả các bạn bằng tấm lòng. Ok. Hôm nay em biết Tân cảm thấy như thế nào? Được anh qua chở đi chơi là thấy là vui rồi nè. Okay. À, cái thứ hai là cùng được trò chuyện với anh, và thật sự nha là em cũng quý anh đó. Về những bài hát hay là những cái bộ phim hay là những cái game anh chơi đó, em coi em thấy anh cũng quen, em cũng rất vui. Và được ngồi trên xe cùng trò chuyện với anh lâu vậy là một điều rất là hạnh phúc. Thank you Tân. Các bạn ơi, hôm nay mình đã có một buổi trò chuyện rất tuyệt vời. Riêng với Vinh thì Vinh thấy là một cái gì đó, Vinh được chứng kiến một cái tình anh em rất là đẹp. Và họ là những con người làm những tác phẩm nói về tình anh em, và họ sống con tình anh em thật sự. Đó là điều mà chúng ta cũng nên lan tỏa trong cuộc sống này, phải không ạ? Thank you rất nhiều, và hẹn các bạn gặp lại với chương trình OK Lên Xe. Yeah.